chào tất cả các bạn, tôi xin giới thiệu, tôi là Đạt. Hiện tại Đạt làm CEO và founder của Cast Academy và cũng cover luôn một phần về quản trị vận hành của công ty Gcom, là công ty nghiên cứu thị trường. Background của Đạt thì Đạt có 12 năm kinh nghiệm đi làm thuê chuyên nghiệp và khoảng 5 năm thì làm startup, làm founder. Thì trong 12 năm đi làm thì có 2 năm làm sales và 10 năm thì làm trade. Đầu tiên thì Đạt làm ngành hàng hóa mỹ phẩm, làm khoảng 2 năm làm sales, sau đó Đạt chuyển qua ngành hàng công nghiệp. Thì lúc đó Đạt phụ trách trade marketing cho công ty Hong Sim về xi măng. Sau đó Đạt chuyển qua ngành hàng rượu bia cồn là công ty Diageo. Sau đó Đạt chuyển qua một ngành hàng bia, Đạt phụ trách innovations activity cho tất cả các brand bia mới. 3 năm thì cái brand chính Đạt làm là brand Strongbow. Anh rất thích làm ngành hàng rượu bia, cho dù bản thân cũng không muốn quá nhiều tại vì cái sự phức tạp về kênh của nó. Nếu mà các bạn làm ngành những cái ngành khác thì thường các bạn sẽ nghe được kênh MT là kênh siêu thị, hoặc là kênh GT thì gồm có tiệm tạp hóa rồi mom and pop. Nhưng mà kênh những cái sản phẩm liên quan tới đồ uống thì nó có thêm kênh nữa là kênh on-premise, on-trade. Thì cái kênh on-trade là gì? Kênh on-trade là nơi mà người ta tới đó, người ta mua xong người ta tiêu dùng luôn. Thì nó làm cho cái chuyện mình planning hay chuyện mình làm activity nó vui hơn. Tại vì mình có hai kênh và cái cách làm hoàn toàn khác nhau. Thường để chia kênh on-trade thì người ta chia theo cái mục tiêu người tiêu dùng tới. Thí dụ như người ta đi để người ta ăn thì mình sẽ có kênh nhà hàng. Rồi người ta đi uống, uống nhiều nhưng mà vẫn ăn thì có quán nhậu chẳng hạn. Rồi uống cũng có uống không, uống chính, ví dụ như cocktail, cái bar hay là những cái bar tay mà các bạn đi đường Bùi Viện, Phan Vũ Lão các bạn thấy. Rồi nó có beer club nữa, rồi nó có dạng là để xóa nữa. Để xóa nghĩa là người ta ăn uống xong rồi người ta muốn quẩy, người ta muốn vui. Thì nó có những cái kênh như là kênh night club trường nè, rồi kênh beer club. Thực ra beer club cũng xóa, một số beer club cũng khá xóa. Tại sao mình quan tâm tới cái dịp như vậy? Tại bản chất á, mỗi một cái dịp khác nhau, cái trạng thái tâm lý của cái người đó khi tới kênh đó là khác nhau. Và mình cần phải hiểu trạng thái tâm lý đó để làm hoạt động cho đúng. Chắc chắn người ta đi ăn thì sẽ khác những người đi muốn đi uống rồi đúng không? Và những người đi uống thì hoàn toàn khác những người muốn đi xóa. Còn muốn bia cho những người đó hay muốn rượu cho người đó phải hiểu lúc đó người ta có cảm giác gì và làm gì để người ta mua bia hay rượu. Cái điểm thú vị của ngành hàng này là do mình phải hiểu cái trạng thái cảm xúc đa dạng như thế. Nên làm cái job trade marketing nó giống như nhà tâm lý học, hơi vui. Thế là tới đó thì mình phải hiểu là ủa, trạng thái người ta như thế nào, người ta ok hay không, người ta không ok chỗ nào. Cùng một người đi vô những cái outlet khác nhau, họ sẽ có trạng thái tâm lý khác nhau. Cũng là Đạt, buổi sáng này đi quán cà phê, trạng thái có thể là relax. Buổi trưa đi tiếp đồng nghiệp quán ăn, nó hơi formal một chút, tự nhiên mình trở nên nghiêm túc hơn. Buổi tối cái bạn cấp 3 kêu đi nhậu, mình ra quán cốc lề đường, mình lại rất là casual và xa lỏng. Rồi sau đó lại đồng nghiệp lại kêu đi tiếp đối tác, mình lại lên đồ vét, mình vô nhà hàng sang trọng 5 sao, lúc đó mình phải thể hiện phong cách khác. Có phải là mình có khá nhiều con người trong một người không? Và mỗi con người đó cần phải hiểu khác nhau để có hoạt động khác nhau chứ không bị chung chung được. Cái off-trade thì ra thì nó cũng giống như những cái ngành hàng khác thôi, nó có siêu thị. Nó có CVS. Nhưng bản chất của mình sẽ khác là mình phải hiểu ở một trạng thái sâu hơn là cái gì người ta mua. Thường làm trade mình thường hay có khuynh hướng là mình nghĩ làm sao để người ta mua ngay tại đó thôi. Nhưng mà đối với là ngành rượu bia, người ta mua phải khởi đầu bằng một cái occasion gì đó. Ví dụ như mua để tặng, hay là mua để có cái tiệc ở nhà, hay là mua để mỏ những cái chai bia xịn trong tủ lạnh rồi tối về cuôi chai ra uống. Và mỗi cái occasion khác nhau, cách mà người ta nghĩ về thương hiệu và cách người ta lựa chọn khác nhau. Ví dụ như mua để tặng thì người ta sẽ quan tâm tới cái khác đúng không? Bao bì, sự sang trọng, giá hợp lý hay không so với lại cái bức xịn quà. Mua để nhậu cho một nhóm bạn ở nhà lại khác. Ok, những cái nhóm này có những cái nhậu nữ hay nam, hay là nữ nhiều hay nam nhiều, nếu nữ nhiều thì có nên mua thêm một số cái loại cider như là Strongbow hay không? Rồi tụi nó thích bia gì? Nước uống này có hợp với đồ ăn này không ta? Thì đó là những cái suy nghĩ vậy. Nhưng mà nhậu xong á, thì có thể mua cho mình tự thưởng cho bản thân đúng không?
sáng ngày cũng có một cái occasion đi làm về mệt quá, mỗi nhà tự thưởng cho mình một chai bia hay gì đó, cách mình chọn là cái bia nào hợp với cái gu mình nhất. Các bạn có thấy là những cái dòng suy nghĩ khác nhau, thì bản thân người trade phải hiểu những cái dòng suy nghĩ khác nhau đó để mình tạo ra những cái thái độ phù hợp với trạng thái suy nghĩ đó. Cái này nó lại tùy theo ngành. Ví dụ như nếu mà cái ngành đó là ngành rượu đi, thì sẽ có những cái kênh mà bán rượu nhiều hơn những kênh khác, nhưng mà cũng đủ có cồn, nhưng mà là bia, nhưng bia cao cấp thì là một số kênh nó lại khác. Ví dụ như kênh bia chắc chắn là quán nhậu là nhiều nhất rồi. Nhưng mà cider chẳng hạn, cider không phải bia, cider là nước ép lên men, những cái loại trái cây lên men ấy, thì cái kênh nó lại khác. Vấn đề quan trọng là tỷ trọng đóng góp của mỗi kênh phụ thuộc vào tập khách hàng của cái ngành hàng đó là ai và họ đi kênh nào. Thì họ đi kênh nào nhiều thì kênh đó bán nhiều. Thì mình cần hiểu trạng thái sâu hơn là tập khách hàng của ngành hàng và kết nối tập khách hàng đó với kênh, chứ đừng nên nhìn kênh không. Và đôi khi á, có những kênh nó tiềm năng mà mình không thấy, không kết nối tập khách hàng, mình cứ nhìn số quá khứ không mà, đúng không? Mình thấy tỷ lệ đánh thấp mà do nó chưa được khai phá. Nên người tiêu dùng ở đâu thì để sản phẩm ở đó, sản phẩm ở đâu thì cũng như là channel ở đó. Channel đó là cái thuật ngữ cũng khá hay mà nếu ai làm trade marketing thì nên để ý. Thường á, khúc đầu á, cái này khoảng mấy năm trước thì mọi người nghĩ tới channel là nơi để bán hàng, chắc chắn cái role của nó là bán hàng rồi. Thì bây giờ nó cũng là bán hàng, nó không thay đổi, nhưng mà nó có những cái vai trò khác bán hàng nữa mà nếu mình biết á, mình sẽ tận dụng chuyện nó tốt hơn. Thí dụ channel là nơi để educate về sản phẩm, có những cái đặc tính về sản phẩm mà mình muốn người tiêu dùng phải biết thì channel là nơi rất hợp lý, tại vì nó cũng là cái nơi mà thông điệp về mặt products được người tiêu dùng thấy và biết, và nó càng có lợi nếu mình không nhiều tiền làm media thì mình có thể làm communication, education tại channel. Channel cũng là nơi để cho người ta trial cái product của mình, đúng không? Ok, mình có thể phát sampling tại từng nhà, mình đứng ở đâu đó mình làm gì vậy, mình sẽ phát sampling, nhưng mà thực ra mình có thể làm tại đó, ở đó tại channel được mà. Mình tới siêu thị mình làm trial, mình phát sampling, mình cho người ta thử. Channel là cũng là nơi ghi nhận cái feedback của người tiêu dùng về product của mình. Channel là nơi để activate những cái brand campaigns. Ví dụ mình có một số campaign lớn thì anh muốn là người ta coi TV hay người ta đi event, người ta thấy, thì cái thông điệp lớn của campaign đó nó cũng được truyền đạt tại những cái channel người ta đi mua. Tại sao đại nhấn mạnh chuyện này? Tại khi mình hiểu bản chất của channel nó nhiều hơn chuyện bán hàng, mình mới xài channel một cách tối đa và mình tối ưu hóa chi phí của công ty, và làm trade nó cũng vui hơn nữa. Hiện nay trade suốt ngày đi làm promotion với số bán hàng nó cũng hơi boring, đúng không? Đó là channel rồi. Có rất nhiều ấy chứ, đặc biệt là những cái brand mà hành vi tiêu dùng người ta quá phức tạp. Thí dụ mua điện thoại đi, ok, một cái điện thoại mới ra thì mình có thể là thấy nó đầu tiên thông qua một cái quảng cáo trên Facebook chẳng hạn, và thấy cái này hay, những cái feature này hay, mình có mua nó chưa? Ok, cái này hay quá nhưng mà cái này cũng mắc tiền nha, tới hai mấy ba chục triệu. Mình muốn trực tiếp cầm cái điện thoại đó coi chuyện gì diễn ra nếu mình dùng nó. Các bạn sẽ nghĩ tới channel nào đầu tiên? Thì các bạn sẽ nghĩ tới những cái experience shop của cái chỗ bán điện thoại, đúng không? Các bạn đã tới đó, các bạn dọc, bạn hỏi, các bạn challenge người ta là cái này tốt hơn cái kia như thế nào, tại sao nó mắc như thế, kiểu như vậy. Và các bạn được nghe giới thiệu rất nhiều. Tại sao mình nghĩ tới channel đó? Tại nơi đó là nơi có nhiều thông tin. Thì bản chất channel đó là nơi để cung cấp thông tin, nhưng mình có mua đâu? Không. Mình lại tới một cái chỗ khác. Lúc đó nhiệm vụ của mình là đi đổi giá. Mình sẽ tới Thế Giới Di Động, lên trong web Thế Giới Di Động, mình tới Thế Giới Di Động coi nó có chương trình gì không, có tặng cái này tặng cái kia không, rồi lên chỗ khác, ví dụ như Tiki, lại coi mình cũng mua chưa. Cũng chưa mua. Online xong mình muốn đổi giá offline nữa, mình muốn tới trực tiếp những cái cửa hàng nhỏ lẻ hơn để coi, tại đôi khi những cái hàng nhỏ lẻ không muốn cạnh tranh những chuỗi lớn ấy, họ sẽ có promotion khá là ít. Ok. Và đôi khi hành vi mua nó thực hiện ngay chỗ đó. Nhưng mà nếu không có những cái channel phía trước
thì cuối cùng hàng tiêu mua nó có ở chỗ đó hay không? Có thể là không. Thì mình hiểu cái role đó để em biết là đôi khi cái trải nghiệm tại cái shop đầu tiên, nếu mà nó fail một cái thì những chuyện tiếp theo nó không diễn ra. Nhưng mà nếu ai lấy sale volume của cái shop đó mà ra đếm cái chán họ xong đâu bao giờ đầu tư. Thì bản chất mình làm channel, mình phải nhìn cái role của nó và những cái nguyên nhân nó tạo ra cho shopper để cuối cùng họ thực hiện hành vi mua, và đôi khi đó là chỗ khác. Nên cũng đừng đánh giá channel này bán thấp bán cao, mà tập trung nhìn vô với channel đó mình kỳ vọng nó là cái gì và bám cái kỳ vọng đó. Ví dụ như nếu experience shop thì kỳ vọng là có càng nhiều người thử thì tốt. Cái kênh e-commerce nó sẽ làm một cái role rất là quan trọng đó, là cái role để connect với những khoảnh khắc mà họ không có đi store. Đó là cái thứ nhất. Cái role thứ hai, e-commerce người ta có thời gian người ta đọc kỹ về products. Chứ các bạn đi shopping, các bạn nhiều khi gấp, mình đâu có thời gian mình nghiên cứu kỹ đâu, đọc kỹ brand đâu. Thì đọc kỹ brand thì nó sẽ có cái chức năng là cho người ta hiểu rõ hơn sản phẩm. Thì quan điểm của anh là nếu mà mình hiểu kênh e-commerce ở cái bản chất như thế thì đó là cái nơi tốt để mình tăng cái cơ hội tiếp cận với người tiêu dùng ở những cái moments mà họ không có nằm trong cái traditional channel. Và mình tạo ra những cái role mới như là educate về brands, educate về promotions, hoặc là cái kênh e-commerce có thể dùng để trial nữa, đúng không? Đôi khi mình bán giá thấp một số cái SKU để người ta mua dùng thử, người ta đặt hàng người ta mua dùng thử, sau đó người ta dùng ngon người ta mua chỗ khác. Thật ra câu hỏi này sẽ có nhiều định nghĩa về trade marketing. Ví dụ trade marketing là cầu nối của brand với lại sale, rồi trade marketing là người làm những hoạt động hỗ trợ cho sale bán hàng. Rất là nhiều cái định nghĩa. Do là định nghĩa đó mình xuất phát từ cái công việc của người ta, mình bị cố nó ra, mình tự nghĩ là những ai làm những việc đó thì sẽ là cái nghề này, những ai làm việc kia thì nó là nghề này. Thì anh có một cái cách tiếp cận khác. Anh thích cách tiếp cận về bản chất của cái việc đó hơn. Bản chất làm kinh doanh, khi mà làm business, bản chất là mình muốn bán hàng cho một nhóm người tiêu dùng để người ta trả tiền cho công ty mình và mình có lời từ chuyện đó. Thì nếu mà mình là CEO, mình sẽ nghĩ là cần có một cái phòng ban nào đó làm hoạt động cho cái tập khách hàng mục tiêu của mình, để những người đó biết sản phẩm mình, thích sản phẩm mình và muốn mua sản phẩm mình. Họ nghĩ đơn giản vậy thôi, và đó là phòng marketing. Nhưng mà khi vừa bước vô điểm bán, có rất nhiều cái trạng thái tâm lý diễn ra tại điểm bán mà nó làm họ thay đổi hành vi. Ví dụ như họ muốn một cái brand A, khi tới điểm bán coi kỹ lại phát hiện như đời nó có cái brand B, và brand B về mặt chức năng nó cũng không khác gì brand A, nhưng mà nó có thêm cái promotions. Hoặc là brand A, brand B giống nhau, nhưng mà lúc đó cái brand B có một bạn tư vấn, bạn nó sẽ thuyết phục đó, bạn thay đổi hành vi. Thậm chí là nếu mà muốn tìm brand A rồi mà tới đó kiếm mãi không thấy brand A chẳng hạn, chỉ thấy brand B thôi, hay là có nhưng mà trưng bày không có tốt, mình không thấy ấn tượng. Thì tất cả những cái chuyện đó, đó nó tác động lên tâm lý, nhận thức và cảm xúc của người ta, và nó làm cho người ta thay đổi. Và cái thay đổi đó là thay đổi quan trọng, tại thay đổi đó cái chỗ đó là chỗ gần cái khoảnh khắc người ta móc tiền rồi nhất. Thì nhiệm vụ của trade là làm sao tác động vô shopper ở những cái khoảnh khắc quyết định, là moment of choice để người ta mua brand mình. Thì mình cần phải nhận thức chuyện này rất là rõ, tại vì shopper cũng cùng một nhóm shopper, nhưng mà khi họ ở nhà với khi họ chuẩn bị móc tiền ra mua cái gì đó, trạng thái tâm lý rất khác nhau. Và nếu mà không có một cái đối tượng nào đó nhìn vào nhóm shopper ở trạng thái tâm lý đó, đó mình có thể bị mất volumes vô tay đối thủ. Hoặc nếu mà mình không làm tốt những cái chi phí quảng cáo phía trước đã làm thành công, khi tới đây nó bị mất, có nghĩa là chỗ trước lãng phí. Thì cái việc mà hiểu trade ở mức bản chất là trade marketing là phòng ban để ý tới người mua hàng, để ý tới cái trạng thái tâm lý của họ khi mua hàng, và làm sao đảm bảo họ sẽ ra quyết định mua hàng của mình mà không mua hàng của đối thủ, bằng việc tạo ra những cái tác động tại điểm bán. Những tác động nó đánh vô lòng tham, đánh vô niềm mơ ước, đánh vô mọi thứ ngay tại điểm bán. Thì đó là bản chất của trade marketing. Thì khi đó cái dòng doanh thu nó mới xuất hiện. Nên nó là một cái nhóm đối tượng đặc thù và phức tạp. Tại sao phức tạp nhỉ?
một công ty á, có 5 brand, 10 brand. Và nếu bạn làm trade, bạn phải hiểu tất cả các brand đó. Và bạn phải hiểu là cái brand đó nhắm cho tập khách hàng nào. Bạn phải hiểu là tập khách hàng đó đi kênh nào. Từ đó các bạn nói là ok, vậy brand nào ưu tiên hơn, brand nào ở kênh nào. Và khi các bạn thấy được chuyện đó rồi, các bạn phải nghĩ thêm một tầng nữa là vậy những cái người đó vô cái kênh đó thì họ sẽ có diễn biến tâm lý gì? Vậy mình làm gì để cho họ mua cái brand của mình? Thì cái độ phức tạp của trade nó sẽ khác với brand. Brand là sẽ cố tìm những cái key insight, những cái deep motivations để thay đổi cái nhận thức của họ và họ thích mình. Còn trade cái độ phức tạp là phải hiểu hết brand, phải hiểu hết consumer, phải hiểu hết channel, phải kết nối được brand, consumer, channel, phải hiểu được tâm lý của người đó diễn ra chỗ đó. Nó phức tạp theo chiều rộng nhiều hơn. Và cũng có chiều sâu liên quan tới cái trạng thái tâm lý, nhưng mà trạng thái tâm lý này là trạng thái tâm lý mua hàng. Đấy, đó là về bản chất của trade. Chắc để Đạt chia sẻ về một cái case mà có nhiều trải nghiệm thú vị. Đó là cái brand Strongbow là một cái loại cider mà đợt trước đã có may mắn được phụ trách một cái campaign triển khai diện rộng trade marketing cho brand đó. Ở cái stage mà cái brand nó cũng mới ra đời khoảng hơn năm thôi. Cái mục đích Đạt chia sẻ là nghĩ về cái cách tiếp cận thôi. Cái ý nghĩa Đạt mong muốn cho các bạn nhìn thấy được là nó sẽ diễn ra như thế nào từ khi mình có mục tiêu và làm cái hoạt động gì trong suốt quá trình đó để ra được một cái campaign tốt. Nó sẽ có ý nghĩa hay hơn hơn là mình nói nhiều về cái campaign output. Khởi đầu của cái đó nó thì chắc chắn là sales volume. Thì công ty muốn tăng trưởng rất là aggressive về mặt sales performance của cái brand đó. Và ngân sách so với những cái brand khác thì cũng không nhiều tiền, tại các bạn biết là innovation. Nên hầu như tất cả tiền sẽ dồn xuống trade cho nó ra số lẻ. Thì nếu mà mình tiếp nhận một cái chuyện đó thì mình sẽ xử lý như thế nào? Thì cái đầu tiên á, các bạn sẽ đạt team sẽ làm là think the brand trước. Thì có một số cái bullet point Đạt muốn highlight. Thứ nhất á, là mình cần phải biết về target consumer của cái brand. Tại vì khi các bạn nắm rõ target consumer của cái brand đó thì các bạn mới kết nối được ai là người mua cái brand đó. Và các bạn mới kết nối được dạng người đó đi mua ở đâu. Thì các bạn mới định hình được cái kênh nào là kênh ưu tiên. Chứ không phải mình ra ngoài đường mình tới kênh cái mình thấy chỗ nào bán nhiều mình cho nó là ưu tiên, mà phải bắt đầu ngoài người tiêu dùng. Cái thứ hai á, các bạn cần phải để ý về brand á, là để ý về cái DNA của cái brand á, cái character của cái brand á. Cái này thì những bạn brand sẽ nói với các bạn rất là tốt. Cái brand này á, nó là cái brand kiểu nổi loạn, kiểu crazy, hay là cái brand kiểu nhẹ nhàng, thư giãn, hay là cái brand kiểu caring. Thì cái này khá quan trọng cho cách các bạn triển khai về hình ảnh, thông điệp cũng như cái style activity, đặc biệt là khi làm một on-trade campaign nó phải phù hợp với lại cái DNA của cái brand đó. Thì mình buộc phải hiểu. Cái thứ ba là những chắc chắn luôn là key visual, hình ảnh của cái brand đó. Mình mà làm sai thì người ta coi TV thấy một đàn cái xuống kênh thấy nẻo thì nó cũng không hay đó. Thì 3-4 thứ mình cần phải biết. Và cuối cùng á, phải biết nhiều nhất luôn á, là chiến lược về tăng trưởng của brand đó là gì. Thì chiến lược về tăng trưởng cái brand này nó muốn bán nhiều hơn thì ai là người mua nhiều hơn đây? Người ta hay nói là sụt có pro, sụt có volume. Quay trở lại với cái đầu tiên đó thì cái brand cider đó thì nhắm vô target là những bạn trẻ từ 18 đến 25 tuổi, có rất là nhiều năng lượng, thích cái mới. Nhưng mà trong nhóm này cũng chỉ là 2-3 nhóm. Có những nhóm họ rất thích exciting, thích quậy, thích thể hiện cá tính. Nhưng có những nhóm thì thích relax, thoải mái. Mình nhắm cái nhóm bên phải nhiều hơn. Ở một cái trạng thái tâm lý khác là thư giãn, chill. Thì mình hiểu cái DNA của cái brand đó rồi á, làm sao để mà bán nhiều hơn. Thì với cái brand đó thì mình nghĩ là sụt off volume. Có những cái option nào để mà tăng volume? Chắc chắn là không nên lấy từ bia, tại vì bia mình cũng đang bán bia khá nhiều. Mình nên lấy từ cái bạn nào mà cái brand mình có lợi thế hơn cái bạn đó ở trong một số occasions. Và mình đã chọn soft drink, nước ngọt, nước suối gì đó. Tại vì mình có những cái attribute mà soft drink không có, ví dụ như có cồn làm cho cái tiệc nó fun hơn chẳng hạn, hay là cái flavor của mình, hay là cái độ ngọt của mình nó cũng không quá ngọt và nó matching với lại cái party nhiều hơn, chill, relax nhiều hơn. Sugar Pro thứ hai á là mình nghĩ về những cái consumption occasions, như là ok, có thể là khi người ta ăn đồ nướng thì người ta sẽ uống cái này nó matching. Tại vì cái vị chua của cái cider này nó làm cho enhance cái flavor khi người ta ăn và đỡ bị ngán, và nó phải tốt hơn nước
nước ngọt. Và nó vui nữa, nếu mình đi một nhóm 4 người thì nó vui. Đó là một occasion tập thi tại nhà. Các bạn trẻ 4-5 người rồi mua đồ ăn, tập thi cũng là occasion tốt. Relax and chill. Like là có những cái dịp mình đi ngoài ra ngoài chơi, rồi thư giãn, ngồi giữ chạy máy uống, hay là đôi khi mình đi làm về nhà, mình ở nhà mình cũng muốn thư giãn, bật nhạc nhẹ lên uống, enjoy. Nó cũng rất matching, cái fever của nó rất là good, nó có 4-5 mùi đó. Mà uống cũng rất là thoải mái và tạo cảm giác thư giãn và phấn phấn. Ok, thì đó là thứ mà mình cần phải nên biết là sụt off volume tới từ tập nào, và cái tập đó họ sẽ thay đổi hành vi hồi trước họ tiêu dùng như thế nào, và mình kỳ vọng họ tiêu dùng ra sao, và chắc chắn cái kỳ vọng thì sẽ tiêu dùng brand của mình trong một occasion nào. Thì đó là hai ba cái sụt off pro mà team có thiên. Khi mà mình xác định mục tiêu rồi á, thì cái bước tiếp theo mình cần phải thống nhất với lại brand team và trade team, như là một team trao đổi là how, làm thế nào để thay đổi hành vi suy nghĩ. Tại bản chất của chuyện bán hàng là mình thay đổi hành vi của người ta. Thì một số cái định hướng chính mà mình thống nhất, ví dụ với cái brand mới như thế này á, thì cái awareness về mặt brand và đặc biệt là cái nhận biết về những cái key attribute của brand cần phải làm rất là tốt. Người ta cần một cái lý do tại sao người ta mua cái này, và brand mình có những cái functional hoặc emotional benefit gì. Cái thứ hai nữa là mình biết điểm mạnh của mình thật sự là về mặt flavor, mùi vị rất là tốt và food pairing rất là tốt. Để chắc chắn đi, người ta thực sự cảm nhận nó tốt á, người ta phải dùng thử. Thì làm sao cho người ta dùng thử ở tần suất cao, và cuối cùng á, sau khi người ta dùng thử xong á, thì cái cao nhất á là cho người ta thấy được những cái emotional benefit, những cái brand love liên quan. Thì cái này buộc phải hiểu cái DNA của brand, ví dụ như cái đó là chill, relax, gathering fans, sharing những cái small talk, kiểu như thế. Thì mình phải hiểu cái style đó để mình educate người ta. Và tới một lúc đó người ta mua không phải gì functional benefit nữa, người ta mua gì emotional và nhớ những cái occasion đó, thì người ta sẽ dùng một cách tự động. Đầu tiên thì chắc chắn rồi, sự hiện diện của brand thì ngoài sự thấy trên TV, mình không có nhiều tiền để mình quảng cáo quá nhiều, thì thấy tại kênh là quan trọng. Làm sao cho consumer nói ô cái brand gì đấy, cái brand này là gì, brand này có gì hay, cái brand này dùng như thế nào, cái brand này dùng khi nào. Thì những cái thông tin đó người ta phải biết tại kênh. Đó là nhiệm vụ thứ nhất. Người ta phải thử nữa, mà người ta phải thử đúng nữa, là cái brand này đừng có uống ướp lạnh, mà uống với đá thì nó mới ngon. Mà uống những cái ly như thế này nè, perfect serve là serve như thế này nè, uống trong cái food này thì ok nè. Thì những cái đó sao educate được mass được, nó phải educate tại thời điểm bán, tại kênh, cho người ta thử rồi cho người ta ăn, rồi người ta thấy ok nó sẽ lặp đi lại. Rồi cái không khí của cái brand, cái cảm giác giác của cái brand đó, nó sẽ liên quan tới những cái loại activation, sự trẻ trung, sự chill, relax, thì nó buộc phải thể hiện. Mà cái không khí này là khó nhất, mình buộc phải feel được chuyện đó rất là tốt, và mình phải thể hiện nó ra những cái activation và activity tại kênh. Thì đó là ba cái mà Trace buộc phải triển khai. Sau khi hiểu về chiến lược á, mình cầm cái chiến lược, những cái định hướng đó, mình sẽ có một số những câu hỏi mình phải trả lời. Câu hỏi 1, ok, với cái chiến lược đó thì mình nên xuất hiện ở kênh nào? Thì cái này các bạn lấy ở đâu? Các bạn lấy như tập khách hàng của brand đúng không? Các bạn hiểu về với khách hàng đó thì shopper là ai? Đôi khi shopper còn consumer là một, đôi khi là hai. Vậy khi mà họ có nhu cầu mua, họ sẽ có thể đi đâu mua? Thì mình sẽ liệt kê ra những cái channel. Ví dụ như đối với nhóm khách hàng trẻ đi, đôi khi họ có thể đi CVS mua đúng không? Đôi khi họ có thể đi dạng thịt nướng thì là đó, uống chung, ăn chung. Rồi họ có đi chơi, relax. Họ có đi xóa, họ cũng có thể có. Nhưng mà đi xóa trong trường hợp nào? Rồi những cái dịp nào, ví dụ như fan gathering tại nhà thì sao? Rất là nhiều cái channel mình phải define. Sau đó mình cũng sẽ xác định luôn một ý mà đợt trước hồi nãy đã có nói khúc đầu đó, là vai trò của cái kênh. Mình có khoảng 7-8 cái kênh quan trọng. Vậy thì mình phải xác định là cái kênh nào để educate người ta, cái kênh nào để trial, cái kênh nào để chỉ cho người ta thấy là có cái brand ở trên đời, cái kênh nào cho người ta thấy cái atmosphere, cái tinh thần, cái DNA của cái brand, và kênh nào để bán hàng. Và mình phải balance chuyện đó rất là khéo á, tại mình không nhiều tiền. Và nếu mà mình xác định sai thì mình đầu tư sai hoạt động. Đấy, thì sau đó next step
thì xác định là ok, nó có 3 nhóm kênh nhé. Có những cái nhóm kênh là chỉ cần xuất hiện là được rồi, không cần làm nhiều hoạt động. Sale ơi, listing đó vô, có trên menu, trưng bày mấy thùng Strongbow ở đây. À, nhưng mà làm ơn làm số lượng lát nhiều rồi tôi, tại vì nỗ lực của các anh đâu có nhiều đâu, các anh chỉ listing bỏ hàng thôi mà, thì cho tôi 2-3 ngàn lát đi. Rồi cái option 2 là ok, cái chỗ này là traffic nó rất là đông và cái không khí này rất hợp với cái brand, chỗ này mình nên làm brand campaign, brand activation để người ta thấy được Strongbow là gì, rồi không khí là như thế nào. À, có một số chỗ là người ta ăn food pairing rất là tốt thì mình bắt đầu đánh những cái chỗ đó là nơi để educate về cách dùng, cách uống và ăn, thì mình sẽ có những hoạt động tương ứng. Rồi có những cái nơi là người ta khi mà mua tiệc về nhà cho bạn bè, người ta tới kênh đó người ta mua, à, thì chọn cái đó và mình educate những cái gì buổi tiệc vui hơn với cái này, với cái nọ, ABCD, thì à, nó sẽ xuất phát từ gì, hai cái nào mình sẽ ra dựa vào sự am hiểu đặc thù của từng kênh, dựa vào sự am hiểu hành vi mua của shopper và dựa vào cái chiến lược lúc đầu mình nói, mình map vô thì mình sẽ ra được là mỗi kênh với cái role đó thì nên làm kiểu hoạt động gì thì sẽ giúp cho mình execute được cái chiến lược mà mình đã làm phía trên đấy. Tóm còn lại, chiến lược của Trey là bán kênh nào, ok, vai trò từng kênh là gì, nhắm vô tập shopper nào và kỳ vọng về thay đổi hành vi của tập shopper đó ở kênh đó là như thế nào. À, thì đó là 4 cái, nhưng mà còn cái cũng rất quan trọng mà thường là mình cái này làm cho mình chết nếu mà làm không khéo là scale. Tại vì khi mà nói tới trade á, là nói tới thực thi và nói tới xài tiền cả kênh, mình bỏ tiền vô những cái outlet lớn mình làm á, thì nếu mà nhìn nó bên ngoài sẽ rất là sơm tụ hoành tráng nhưng cuối cùng nó không vậy sao. Nhưng mà làm report thì rất đẹp nha. À, còn có những cái mà nếu mà mình làm execution đơn thuần quá thì người ta cũng không có hiểu được cái brand này là gì. À, thì có thể volume nó tới từ chuyện push sale thôi, thì mình phải cân bằng. Cân bằng ở đây là với mỗi cái role của channel đó và channel đó thì nên có bao nhiêu outlet là vừa, à, và outlet nó nên làm cái hoạt động kiểu gì, tần suất là như thế nào, like là một tuần phải làm một lần, hai tuần làm ba lần, hai tuần làm năm lần, à, rồi nên làm buổi sáng hay buổi chiều, số lượng BG nhiều hay ít chẳng hạn. Mấy cái đó phải tính toán, tại vì chỉ tính sai cái là tiền nó chạy sai kênh. Thì mấy cái tính toán đó thì cũng cần phải sự am hiểu về cái khả năng tác động. Thí dụ về khả năng tác động đi, mình phải biết là một người tiêu dùng đang tự uống soft drink, chuyển uống cái này, họ phải thử ít nhất khoảng 3-4 lần thì họ mới bắt đầu quen với chuyện đó. Và cái khoảng thời gian thử ít nhất khoảng tầm like là 1 tháng thôi. Nếu mà thử 3 lần mà nó rải đều khoảng 3 tháng thì đôi khi nó không có tạo tác động. Thì mình phải biết được vậy, trong 1 tháng đó có những cái occasion, có những cái chỗ nào họ sẽ đi và làm đủ nhiều để cho nó thành 3 lần, thành 4 lần thì người ta mới thay đổi hành vi. Và là họ phải thấy đủ nhiều, họ phải biết đủ nhiều. À, và thường cái này tên dùng một tactic là khoanh vùng địa lý. Ví dụ hồi trước mình làm, mình tập trung làm Hồ Chí Minh trước. Đó cho Hồ Chí Minh mình khoanh vùng ở những cái khu vực mà mình nghĩ là giới trẻ sẽ đi nhiều. Mình làm liên tiếp, tất cả các kênh khu vực đó nó phải xuất hiện cùng một lúc, làm cho người ta có cảm giác là sắp có vẻ như đi đâu cũng thấy. Như ra nó chỉ có đi đâu cũng thấy cái chỗ đó thôi. Nhưng mà người ta thấy nó nhiều quá. Và các bạn nhớ là cuối cùng bản chất của trade là phải thay đổi được hành vi. Mà con người chỉ thay đổi hành vi khi nó lặp đi lặp lại đủ nhiều và đủ consistent. Thì trong trường hợp này á, thì mình cũng đang nói rồi đó, những cái role của channel mình đánh. Ví dụ kênh cinema nè, bỏ với chị, chỗ đó rất là nhiều tiền nhưng mà chỗ đó đóng người. Thì mình chỉ cần người ta biết là trên đời này có cái brand đó được rồi, không cần đâu mua nhiều. À, rồi cái kênh nhà hàng đi, cái kênh đó là cái nơi mà volume ít nhưng mà cái nơi đó là trial, thì cái chỗ đó mình phải cho sampling và trial rất là nhiều. À, rồi cái kênh mà party tại nhà đi, thì đánh vô kênh CVS chẳng hạn, thì mình biết mấy bạn trẻ là hay đi vô CVS mua mấy cái đó cho nó gần nhà, đi siêu thị đi xuống dưới đó mua, thì mình đánh vô những cái chỗ đó và mình có những campaign phù hợp với cái trạng thái mua của lúc đó. À, rồi kênh B-Club chẳng hạn, B-Club thì cái style của mình không phải quá nhiều energy, thì mình đánh như cái khoảng thời gian khoảng 5-6 giờ thôi, lúc mà after work người ta đi làm nhà người ta uống nha. Thì khi mà define chiến lược xong, mình cũng coi lại cái hoạt động trong quá khứ và những cái mình đang làm, thì chắc chắn nó sẽ có sự thay đổi rất nhiều về cái mình đang làm. Thay đổi lớn nhất đó là mình nhận thức được là khu vực địa lý phải thay đổi, tần suất phải thay đổi, trong khi mình có thể đang dùng quá nhiều tiền để chạy những cái activations, thì sau đó mình shift tiền lại
cân đối lại ngân sách, chỉnh lại hoạt động, và mình làm đều đặn và số nó lên. Có một ý nữa Đạt cũng muốn nhấn mạnh là chuyển liên quan tới cái loại hoạt động. Ngoài cái chuyện mà hoạt động khác nhau mỗi kênh á, thì nó có cái loại nữa là loại permanent activity hoặc là occasion activity. Occasion đó là ví dụ như tuần mình làm lần, hàng tháng mình làm cái big event lần. Còn permanent đó là những cái hoạt động mà mỗi ngày khi một bạn shopper tới đó, họ đều bị tác động bởi cái hoạt động đó. Ví dụ như các bạn làm một cái trưng bày về mặt bioxem đó đi, thì mỗi ngày đi tới đều thấy, đúng không? Thì mình buộc phải cân bằng cái tỷ trọng này. Mình phải cho ngân sách nó cân bằng. Làm event activation rất là nhiều á, thì lúc đó chắc chắn bán nhiều rồi, mình làm sampling BG, tại những cái đó gắn vô là nó lên thôi. Nhưng mà khi rút ra rồi thì nó không có gì giữ lại hết. Thì mình buộc phải cân bằng tỷ trọng, có thể là 6-4-7-3, hoặc là cân bằng 5-5 cũng được, để đảm bảo là hàng ngày người ta tới đó người ta sẽ bị tác động, nhưng cũng đảm bảo là trong một cái khoảng thời gian cuối tuần hay gì đó người ta được educate, được exciting. Và các bạn cần nhớ là doanh thu á, tốt nhất á, là doanh thu hàng ngày chứ không phải doanh thu khi có hoạt động. Thì cái permanent investment nó tạo ra doanh thu hàng ngày. Thì nhiệm vụ chính của trade marketing là làm sao cho cái baseline gì mà sale volume của doanh thu hàng ngày nó nhích lên từ từ chứ không phải khi có hoạt động nó nhích lên cái xong nó xuống vậy, xong nó nhích lên nó xuống. Lúc nào cũng phải nhìn về cái base, tại vì đó mới là người khuyết consumer thật sự và thay đổi hành vi thực sự. Thực ra nó cũng có khá nhiều yếu tố dẫn tới một campaign thành công nữa, ngoài cái chuyện là kết nối đúng nè, planning chiến lược đúng nè, làm cũng phải đúng, execution với ANC nè, và tất cả cái đó đúng khi mình có một cái team đúng và am hiểu nhau. Thì Đạt cũng nhấn mạnh chuyện đó, tại Đạt nghĩ là cái đợt đó Đạt rất là may mắn là có một team tốt. Team nó là bao gồm team brand, team trade của Đạt và team sales. Mấy anh em sales cũng rất là sụp. Thì nó mới tạo ra một cái thành công được. Các bạn hình dung là đối với lại những cái sản phẩm mới volume rất thấp, và trong ưu tiên của sale á, nếu mà nói về doanh số họ sẽ ưu tiên bán cái nào dễ bán trước, đúng không? Thì khi làm với sales, mình ở tâm thế là mình sẽ cho cái sự chú ý của họ tập trung với cái brand mới của mình và làm nhiều hoạt động giúp họ bán cái brand mới một cách dễ dàng hơn, cùng với team sales làm những hoạt động xây dựng những câu chuyện bán hàng để bán vào những cái chuỗi. Thì cái câu chuyện lớn nhất mà team hay dùng ấy, nó gồm hai loại câu chuyện. Câu chuyện một á, là giúp người ta tăng profit. Cái thứ hai á, là dẫn tới từ chuyện tăng traffic chẳng hạn, hoặc là tới từ chuyện giảm chi phí vận hành chẳng hạn. Ngày trade này có điểm gì đặc biệt? Em muốn chia sẻ góc nhìn thôi. Thực ra nếu mà nói nó áp lực thì nó rất áp lực, tại vì nó nằm giữa mọi thứ. Trade nằm giữa brand, nằm giữa sales, giữa finance, rồi supply chain, tất cả mọi thứ. Nếu mình vận hành không khéo thì thấy áp lực hả? Áp lực bốn bề. Nhưng mà nếu mà mình ở một cái tâm thế khác thì nó sẽ rất là vui, nó có lợi. Tâm thế là các bạn nghĩ các bạn là CEO đi, các bạn ngồi với brand team, CEO cũng hay ngồi với brand team đúng không? Sau đó các bạn nghĩ là cái brand này bán ở đâu, sau đó các bạn ngồi với sale team thì CEO cũng ngồi với sale team, và brand này bán ở đâu thì các bạn brief cho sale team, cố gắng bán ở đây, có điều vị thế mình không như CEO thôi. Rồi các bạn cũng phải coi hiệu quả nó tốt hay không, các bạn cũng ngồi với finance để ngồi tính toán tiền bạc. Các bạn phải ngồi với lại supply chain sẽ coi có hàng hóa đủ hay không. Và các bạn phải điều phối tất cả những mối quan hệ đó. Thì cái đó là cơ hội rất tốt để mình có nhiều. Thứ nhất là mình có nhiều mảng kiến thức khác nhau ấy. Thì cái loại kỹ năng của mình nó sẽ rất là đa dạng. Và kỹ năng này nó giúp cho mình dễ trở nên có một cái tầm nhìn nó rộng. Và cái thứ hai nữa là cái skill của mình nó sẽ được thực tập. Vì đây là cơ hội tốt. Rồi có lợi về mặt soft skill nữa. Các bạn phải làm sao để kết nối những giá trị của bạn brand triển khai xuống sale, bạn sao kết nối những giá trị của sale triển khai lên brand. Và nếu mà nhìn theo điểm có lợi nhất thì tất cả các skill đó đang được chuẩn bị để các bạn move lên một vị trí quản lý tổng. Các bạn có thể đang hướng làm CEO trong vòng 50 năm, hoặc là các bạn làm startup tại các bạn quen với lại quản lý mối quan hệ phức tạp nhiều. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe Đạt chia sẻ hồi nãy giờ. Hy vọng là những cái ý kiến hoặc những thông tin đó sẽ giúp cho mình có nhiều cái sự gợi mở về nghề trade cũng như cách làm trade marketing. Xin chào các bạn.